Vâng, trận đấu thứ ba ở C3. Minia đối đầu với Perhit. Và sẽ là cân khi Miwan đánh được cung A. Đánh được cung A thì đánh về lâu về dài thì Yamato sẽ có lợi thế hơn Per. Còn thời điểm đầu, những phút đầu tiên thì Persian nó rất phũ rồi. Ai biết điều đó. Bảy hiệu đầu đã thấy dành cho chim sẻ. Nhưng đây là một bảy hiệu hơi khó để có thể lùa được về nhà, bởi nó vẫn đi qua bãi quả mà lông dân đang ăn. Nhưng cũng chưa biết được thế nào. Nếu như là một bài khỏe đẹp của Yamato thì vẫn có thể chơi chết được hit, thì Huyper cần đôi khó lắm. Vâng, bài của Hưng Nhổn thông báo về là hiệu voi hai quả phụ. Có thế thôi. Trận nào mở mắt ra cũng chỉ cần thế này thôi là được rồi. Bất kể là cầm quân gì cũng được. Vâng, sành điệu thì Miwan lại chém cho IA đánh cung hoặc là đánh hai chém luôn cũng được. Bài Miwan này không hề xoắn, không hề ngán pơ. Mười ba dân, bốn nhà bằng nhau chằn chặt. Có lẽ là đánh chém vào này khi bài không có rừng. Vâng, bầy hiêu còn chưa buồn ăn. Cung chém 25 dân. Kích đời 740, 7 không, 743. Vâng, lên ép gỗ. Gỗ đầu à, gỗ của Hưng Nhổn nó hơi xấu ở trận này. Bên kia bài được, chim sẻ lắng là người dò rộng nhất với 22%. Hè đã lên đời rồi, Persian. Có lẽ là kích ở 7 sớm. Hoặc là trong 6. Không, có lẽ 7 sớm. Những bi cũng là người chưa lên đời. Vâng, có con giò của Hè đây. Hè đang không muốn cho chim sẻ đóng nhà nhưng mà đã đóng được rồi.
con giò luôn. Chú ý ăn vàng nhá, không ăn được tí vàng nào mệt lắm. Giò không có giáp đến từ he. Thôi cầu dân ra đào vàng dần đi em. Màu he he đã lên đời xong. Và tôi nghĩ là hai lạc đà nó sẽ trên đường sang thẳng đây thôi, sang với những địa chỉ làm ăn ăn hoa hoang của chim sẻ. Mà cũng chưa biết được. Vâng, Gunny đánh chém và đang gặp BB cầm Hitty. Một pay thủ ở nhà cho chắc. B cũng đã. Vâng, vậy một cái ruộng. Vâng, rất ghê răng. Một lờ đều và một phù. Vâng, hiệu đầu thậm chí là bầy hiệu 7 luôn dành cho Miwan. Nhưng Miwan đó là một loại quân chém nó không có nhiều đột biến. Nó là loại quân chém rất bình thường. Miwan nó chỉ khỏe nhất khi đánh được cung A thôi. Một lờ đều và một phủ. Hitty của Bi đã kín được nhà rồi. Mình máy của chim sẻ 18 rồi. Khá yếu trước hè. Con chém vẫn bị ù. Tội tưởng nó điếc. Không, con chém này vẫn nghe được. 27 uống nhỏ. Bây giờ là một tơn tạt lạc đà sang. Số lượng lạc đà rất đông đến từ hè. Persian quá khỏe trận đấu này với 22 dân lên đời siêu phú. Chim sẻ 21 vâng, chém gần fit bờ rồi. Hết bãi gỗ, hết ăn hoang và bây giờ là cả bãi vàng. Đấy, nếu mà đánh kiểu về sau thì IA sẽ có lợi hơn so với pơ. Nhưng thời điểm đầu là một thời điểm mà he cũng quá phũ. Vâng, Bi đi qua con phù quay lại bắn ngay. Rất để ý bản đồ. Có phù thủ đến từ hè và hè cũng đã phù được. Hù con dân ở trong bãi vàng được là giết được bãi vàng của hè. Nó khó, Vani đã quyết định đi sai khi BB cũng vẫn đang khỏe nguyên, chẳng mất cái gì cả. Tỷ số là 2-1 trong xe đấu thứ 3 dành cho Bi hè. Lần đầu tiên đội bạn vươn lên dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng đến trận thiếu tiếp theo trong xe đấu thứ 3. Yes.